Chào mừng quý vị và các bác đã ghé thăm kênh video Hoa Lan Ninh Bình. Vâng, em xin mến chào các bác yêu Hoa Lan trên toàn quốc. Thưa các bác, thì em đã hoàn thành được cái ngày thứ bảy của em. Cái ngày thứ bảy thì được nghỉ làm ở nhà. Thì báo cáo với các bác là cái thời tiết ý, cái tiết trời của cái mùa đông năm nay đến cái thời điểm này thì nó rất là thuận lợi. Do vậy mà em đã tiến hành là tách chiết một số những các cái cây mà nó ít hoa hoặc là nó không ra hoa để trồng nhân giống, cũng như là trồng để cho nó ổn định và ra ngoài Tết lập xuân thì nó sẽ lên mầm cho nó sớm các bạn. Thì hôm nay em đã làm xong được một cái công việc, đấy là tách chiết được một cái chậu mặc biên. Một cái chậu mặc biên các bạn, một cái chậu mặc biên. Một chậu lúc sáng em quay cho các bác xem đấy, thì đến bây giờ thì em đã tách ra làm 3 chậu. Đây là một chậu thứ nhất. Đấy, một chậu. Đây là một chậu thứ hai, lại trồng trên cái chậu cũ của nó. Chậu này được 4 thân, 2 thân mẹ, có 1 thân già thôi, còn 3 thân rất là đẹp. Còn cái chậu này có 3 thân cực đẹp luôn. Còn cái chậu này thì có 2 thân đẹp thôi, còn 2 thân già. Chậu này thì có một cái ngồng hoa, nhưng mà ngồng hoa thì nó còn đang nhỏ, nó còn đang thấp ở dưới kia. Còn cái chậu này, cái ngồng hoa của nó thì nó cao là lên đến đây được khoảng 25 phân thoát bao. Và cái ngồng bên này thì cũng đã cao 30 phân và thoát bao. Sắp được ngắm hoa. Đấy, và bên cạnh đó thì em cũng tách là một cái chậu, chậu hoàng vũ, cái chậu hoàng điểm. Cái chậu hoàng điểm đấy, hoàng điểm đầu năm em trồng có 4 thân, nó cũng như cái chậu này. Thế mà đến bây giờ nó đẻ cho em hơn chục thân. Thì bây giờ là em này, hiện tại thì em tách ra em cũng trồng có 3 thân này các bạn, 4 thân. Cái chậu này là có 4 thân. Chậu này thì nó có một cái ngồng hoa đang lên, 4 thân đều tơ cả. Lý do em mà tách cái chậu này ra ấy là vì đây là chậu hoàng điểm. Còn cái chậu hoàng vũ hôm trước đây thì em cũng trồng có 4 thân này. Đấy, để cho hai cái chậu này, một cái cặp này hoàng vũ và hoàng điểm là cái số thân lá và cái độ lớn này, to cây thì sau này nó như nhau để chơi cho nó đẹp. Và em tách ra được hai cái chậu con đây, hai cái chậu bé đây. Thì cái chậu bên này thì ở đây mặt trước này có 3 thân tử nguyên nha các bạn nhé. Đấy, một đằng sau kia là có 1 thân nữa, vậy là cái chậu này có 3 thân. Cái chậu này là có 4 thân. Còn cái chậu này chỉ có 3 thân, cũng đều là tơ cả. Không có thân già các bác nhé. Không có thân già. Thân già em tách hết ra đợt đầu năm và còn 1-2 thân thì nó chết nữa. Còn lại là cái giàn này là toàn có tơ luôn. Hai cái chậu hoàng điểm này thì nếu như mà bác nào có nhu cầu sưu tầm giống thì em sẽ chia sẻ cho các bác. Nó rang lên măng mầm rất là nhiều các bác. Lên chít chít lên sau ở đây. Đây là ví dụ như là cái này này. Đấy. Mầm đây nó lên trắng ấy. Nó lên nhiều lắm. Bên đây. Thì hai cái chậu này nếu mà bác nào có nhu cầu thì em sẽ chia sẻ cho các bác là hai chậu hoàng điểm, một chậu 3 thân, chậu 4 thân. Rồi cái này là mặc biên. Mặc biên này em có 3 chậu, thì nếu mà ai thích thì em cũng sẽ chia sẻ cho 2 chậu. Còn em chỉ để có chậu.
Mỗi thứ em chỉ để có một chậu để trồng chơi, cứ trồng chăm sóc từ đầu năm đến cuối năm các bác là nó to, lúc đấy thì là có hoa là để ngắm chơi, nếu không có hoa lại tách luôn. Còn hệ chậu nó bé quá thì để lên sang năm. Và còn là đây một số những các cái chậu khác thì em đang ươm. Đây là một cái chậu lưỡi trơn trồng từ đầu năm nhưng mà sai kỹ thuật nên là thân mẹ thì cắt lá đi rồi, còn thân con thì hơi yếu. Này sang năm thì ok, măng mầm đang lên rất là nhiều. Đây là cái chậu bạch ngọc đại kiều của em mới trồng mà măng mầm nó cũng lên. Bây giờ thì em có kỹ thuật rồi, em có kỹ thuật em trồng, em chăm sóc nó rồi. Mình có kỹ thuật rồi thì mình trồng nó tốt rồi các bạn. Trồng nó tốt thì chăm sóc nó dễ lắm mà nó nhàn lắm. Mà nó lớn rất là nhanh. Em cứ sử dụng cái bộ phân thuốc của em tưới với chăm. Đây còn em trồng thì rất là đơn giản, xin thưa với các bác là chủ yếu là xỉ than này, đá bọt này, rồi một ít đất này, đất cục rồi. Với hai nữa là một ít vỏ lạc hun cho dưới nhưng mà cho ít thôi, 20%. Thông thoáng thoát nước tốt và đủ dinh dưỡng. Nói chung là cũng đơn giản thôi, thông thoáng thoát nước tốt, đủ độ ẩm, đủ nắng, đủ gió. Vâng, thôi vậy hôm nay em vừa hoàn thành được cái công việc của mình trong cái ngày thứ bảy cũng khá là đau lưng. Xong rồi thì em lại xin quay cũng như là chia sẻ đến với các bác, và cũng là một cái buổi mà để ghi nhận lại cái công việc của mình đã làm. Xin hẹn gặp lại các bác trong các cái vụ khác. Các cái vụ khác thì em sẽ lại tiến hành tách và cũng như là trồng. Hôm sau em sẽ tách những các cái cây VIP, thì em sẽ chuẩn bị giá thể một cái cách rất là cẩn thận. Sau đó thì em sẽ làm video và chia sẻ với các bác hai cái cách trồng địa lan theo cái cách của em, một cái cách trồng VIP, một cái cách trồng mà dùng bằng cái đất Nhật và chăm sóc những các cái cây lan quý nhất. Còn lại một cái cách trồng bình dân nhưng cũng rất là hiệu quả mà em vẫn áp dụng mấy năm nay, và đến bây giờ một số những các cái cây lan bình thường đây thì em vẫn đang áp dụng cái cách trồng đó, nhưng mà em lại mới nghiên cứu và học được một cái cách trồng VIP mà phải sử dụng đất Nhật để trồng, thì thấy anh em họ trồng là hiệu quả lắm. Thì năm nay em sẽ sử dụng những các cái bao đất Nhật đó để trồng những các cái cây đắt tiền, thì mai ngày kia em mới tách và em sẽ trồng, cũng như là hãy mà trồng thì em xin quay chia sẻ với các bác. Vâng, thưa vậy em xin chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác ạ.